quý vị và các bạn, theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tổng cục Thống kê, cả nước có hàng ngàn lao động có trình độ đại học thất nghiệp. Đây thực sự là một con số đáng báo động, bởi lẽ sinh viên mới ra trường mà bị thất nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn tác động không nhỏ đến gia đình và sự phát triển của xã hội. Tình trạng sinh viên mới ra trường phải làm những công việc không đúng với chuyên ngành đào tạo, thậm chí là chấp nhận việc làm của lao động phổ thông đang ngày càng trở nên phổ biến. Đã đến lúc cần quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu của thị trường lao động và sự chủ động của các sinh viên mới tốt nghiệp ra trường nhằm góp phần giải quyết tình trạng việc làm hiện nay. Đây là anh Nguyễn Trường An, nhân viên kinh doanh đang làm việc tại trung tâm Viettel thành phố Vĩnh Long, là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin. Trước khi ra trường, anh được các thầy cô trong khoa hỗ trợ hướng dẫn thi tuyển. Cùng với năng lực và cố gắng của bản thân, khi nhận bằng tốt nghiệp, anh An đã có được công việc đúng chuyên ngành. Qua 2 năm làm việc, dù ban đầu cũng gặp phải một số khó khăn nhất định, nhưng đến nay công việc đã ổn định. Sau khi học thì tôi cũng được trang bị nhiều kiến thức về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn của mình. Ngoài ra thì còn được tiếp xúc bên ngoài như tham gia các hoạt động của các câu lạc bộ xã hội, câu lạc bộ của trường tổ chức. Nhờ đó mà tôi trau dồi được nhiều kiến thức hơn và có khả năng làm việc và thích nghi tốt với công việc sau này của mình. Không tìm được công việc ngay từ khi ra trường, nhưng đến nay anh Nguyễn Văn Phương cũng đã trở thành kế toán của Trung tâm Giới thiệu Việc làm và Dạy nghề Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long. Mới ra trường, anh Phương phải làm nhiều nghề, từ phục vụ nhà hàng, rửa xe cho đến tiếp thị. Thế nhưng với nghiệp vụ kế toán được đào tạo bài bản, cùng với nỗ lực tìm kiếm và một chút may mắn, anh Phương đã có được công việc như ý nguyện. Công việc hiện nay thì rất là tốt. Sau này sẽ gắn bó với công việc này lâu dài ở đây. Ngày xưa học thì kế toán ở trường người ta đã tạo cho mình cái căn bản sẵn rồi. Từ đó mình vận dụng vô cái thực tế. Đôi khi thì cũng có nhiều cái mới ở thực tế mình chưa được học. Còn ở ngành thì mình làm lâu dài mình sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn nữa. Thế nhưng không phải ai cũng có được sự may mắn như trên, không ít những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường còn gặp nhiều khó khăn để tự mình tìm kiếm một công việc. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc là một trường hợp trong số đó. Tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng ở một trường cao đẳng của thành phố Vĩnh Long, Kim Cúc cũng nộp hồ sơ ở nhiều nơi nhưng không thấy phản hồi. Để có thể tự nuôi sống bản thân, hiện tại Kim Cúc và nhiều người bạn khác phải chấp nhận làm công việc tiếp thị. Ngành của em học là ngành tài chính ngân hàng á, cho nên tìm việc khó khăn lắm. Em chỉ là đi làm những công việc phụ thêm vậy thôi, trong thời gian chưa có việc làm á. Những sinh viên như mình mới ra trường này cũng thất nghiệp nhiều lắm, cũng nhiều người không có làm đúng chuyên môn. Thứ nhất là có thể là họ sẽ liên thông đại học. Thứ hai á, là phải đi làm những công việc bán thời gian như vậy. Có nhiều người á, phải đi phụ bán cà phê, bán shop. Chỉ một số ít thì được xin làm trong kế toán của một số công ty vậy thôi. Còn chuyên ngành á, thì không có ai thấy ít người có thể vô được á. Trao đổi với chúng tôi, Kim Cúc cho biết nhiều bạn đồng trang lứa mới ra trường cũng đang rất vất vả trong vấn đề tìm việc làm. Không thể tìm được việc làm đúng chuyên ngành sau khi ra trường, nhiều bạn chờ đợi, chấp nhận cuộc sống tạm bợ với nhiều công việc khác nhau. Nhiều bạn đã đi tìm cơ hội ở nhiều nơi khác nhau nhưng cũng không có kết quả. Tấm bằng đại học xem chừng cũng chưa thể phát huy được tác dụng. Đau lòng hơn, nhiều bạn sau thời gian dài chờ đợi đành về quê làm ruộng hoặc giấu tấm bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng của mình để đi xin làm công nhân. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng không ít đến tinh thần của các bạn sinh viên mới ra trường. Đồng cảnh ngộ với Kim Cúc, bà Nguyễn Thị Thúy Kiều cũng đang chấp nhận làm công việc phục vụ. Khi mới ra trường, Kiều cũng nộp hồ sơ đến nhiều công ty nhưng không có kết quả. Cần cù chịu khó lại năng động nhanh nhẹn, song nhiều sinh viên mới ra trường vẫn thường nhận được những cái lắc đầu. Do đa phần doanh nghiệp đều đòi hỏi kinh nghiệm trong công việc, điều mà phần lớn sinh viên chưa thể đáp ứng được. Nói chung là có khi tôi ra trường thì cũng kiếm việc cũng hơi khó khăn một chút. Tại vì công việc mà sinh viên mới ra trường đâu có ai kiếm công việc cũng dễ đâu. Khó khăn nhất của tôi tại đó là họ không có cho mình cơ hội làm. Tại vì họ cứ đòi kinh nghiệm không mà. Tại vì ở Vĩnh Long này cũng có nhiều công ty tuyển kế toán. Tôi đã xin việc làm cũng 2-3 chỗ rồi nhưng mà không có được. Hay chỉ là công việc tạm thời của tôi thôi. Nếu mà sau qua Tết hoặc là trước mắt hiện tại nếu mà tôi xin việc làm được thì tôi sẽ làm công việc khác chứ đây không phải là công việc ổn định và lâu dài của tôi đâu.
tại vì học ra trường mà làm công việc này thì không phải là chuyên ngành của tôi. Để tìm hiểu nguyên nhân, rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp hiện nay không tìm được việc làm theo ý muốn. Chúng tôi đến phiên giao dịch định kỳ vào ngày 15 hàng tháng của sàn giao dịch việc làm ở phường 3 thành phố Vĩnh Long. Có rất đông người lao động đến sàn giao dịch để được tư vấn trực tiếp hoặc tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp, gửi hồ sơ đăng ký. Được biết, trong năm 2014, số người được tư vấn giới thiệu việc làm ước đạt 4.500 người, số lao động được giới thiệu việc làm trực tiếp cũng trên 1.000 người. Không hiếm những bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học cao đẳng đã đến tìm kiếm cơ hội việc làm. Song điều rất dễ nhận thấy là nhiều bạn trong số đó cảm thấy rất lúng túng, chưa xác định rõ đâu là con đường phải đi, đâu là thế mạnh của mình. Vì vậy, dù rất trẻ, khỏe, nhiệt tình, song sáo, nhưng các bạn vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu lao động của các ngành nghề hiện nay. Chuyên ngành mình học ra là quản trị kinh doanh, nên khi kiếm việc cũng có hơi khó khăn thường, tại vì mới sinh viên mới ra trường mà chưa có kinh nghiệm. Nên mà đa số các doanh nghiệp giờ tuyển dụng cho những vị trí thì cần có kinh nghiệm, mà sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên rất khó để kiếm được công việc. Mà kiếm được công việc bây giờ muốn đúng được chuyên ngành của mình thì cũng khó lắm, tại vì có rất nhiều người học ra là bằng cấp cao hơn như là đại học mà người ta còn khó xin việc. Mình học cao đẳng ra, mới ra trường nữa thì xin việc vô cũng còn rất là nhiều khó khăn. Hiện bây giờ thì đúng là những cái lĩnh vực mà bên kỹ thuật thì dễ tìm việc hơn, cũng như là hàng tiện cơ khí hay là điện hoặc là lái xe hay là xây dựng, những cái gì nó có cái lĩnh vực chuyên môn. Còn những cái lĩnh vực trừu tượng hơn như là những lĩnh vực kinh tế thì bây giờ nó lại hơi sững lại. Bây giờ tuyển dụng chủ yếu là bên tín dụng hoặc là bán hàng, mà những cái khâu này là nhiều khi là những em ra trường là mình làm là lý thuyết nhưng mà đi va chạm thực tế thì nhiều khi mấy em còn yếu. Trước những thách thức và cạnh tranh ngày càng gay gắt về vấn đề việc làm như hiện nay, những người mới tốt nghiệp ra trường không thể chỉ trông chờ vào trung tâm giới thiệu việc làm, mà ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, các bạn cần phải được rèn luyện và tìm kiếm hướng đi riêng cho mình. Đến với một buổi học thực hành của trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, chúng tôi nhận ra nỗ lực của nhà trường trong việc nâng cao kỹ năng, tăng cường trình độ tay nghề cho sinh viên để đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng. Đây là một cơ sở giáo dục thiên về thực hành, đào tạo đa cấp, đa ngành, mà đặc biệt là có thế mạnh về những ngành công nghệ như công nghệ lương thực thực phẩm, quản lý đất đai. Sắp tới thì nhà trường cũng tham gia một cái dự án của chính phủ Canada tài trợ, gọi tắt là dự án VSET, đó là dự án kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam. Thì về hợp phần của nhà trường là một hợp phần là sẽ được dự án này đầu tư trang thiết bị cho một phòng thực hành thí nghiệm, cũng như là đưa giảng viên đi đào tạo ở trong nước và nước ngoài. Để sau này thì đối hai cái chuyên ngành về công nghệ thực phẩm cũng như là ngành công nghệ sau thu hoạch thì là một trong những ngành mà nó có thế mạnh nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Những lớp tập huấn kỹ năng là một trong những nội dung được trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long tập trung đẩy mạnh. Bởi lẽ, bên cạnh những kiến thức chuyên môn, nhà trường luôn quan tâm rèn luyện những kỹ năng cho sinh viên như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trước đám đông trong những năm đầu, và những năm cuối thì nhà trường có tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng viết đơn xin việc, kỹ năng trả lời phỏng vấn và những kỹ năng khác để thích ứng ngay với nhu cầu của doanh nghiệp cũng như đối phó với những rủi ro và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đối với tôi thì tôi đã tham gia nhiều ở cái lớp kỹ năng như thế này, và qua cái lớp kỹ năng mềm này thì giúp cho tôi được có thể là có được nhiều cái kỹ năng để sau này xin việc, để giúp cho cuộc sống tôi nó sẽ tốt hơn. Chúng tôi đến với buổi hội thảo giao lưu mang tên Cơ hội và thách thức giữa công ty Havinat Việt Nam và khoa công nghệ thông tin trường Đại học Cửu Long, một trong những trường dân lập rất quan tâm đến vấn đề việc làm cho sinh viên. Những cuộc hội thảo như thế này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên gặp gỡ doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội nghề nghiệp tương lai. Được biết, trong những buổi giao lưu, nhiều doanh nghiệp cũng có chương trình tuyển chọn những sinh viên sắp tốt nghiệp, tạo nguồn nhân lực bổ sung thông qua những bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng. Nếu như nắm bắt được những cơ hội này, các sinh viên mới tốt nghiệp sẽ vững vàng với một công việc đúng chuyên ngành cộng với mức thu nhập ổn định.
cũng nhờ các thầy cô Trung Hoa và cũng như là trường hỗ trợ thì đã tạo điều kiện cho chúng em tham gia rất là nhiều cái buổi hội thảo như thế này. Những cái buổi hoạt động như thế, buổi hội thảo như này thật sự rất là bổ ích. Nó giúp cho em tiếp cận được những cái công nghệ mới của hiện tại của hiện trường hiện nay. Ngoài ra thì nó tạo một cái động lực rất là lớn cho chúng em có thể là phát triển cái và trao dồi thêm những kỹ năng của mình, thấy mình biết và thiếu và sót những gì để chúng em có thể kịp thời trao dồi cho mình để sau khi này ra trường thì có một cái kiến thức nó vững chắc phải đáp ứng được cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Trong vài năm trở lại đây, kinh tế phát triển theo hướng hội nhập, nhu cầu nhân lực có trình độ cao ngày càng tăng. Áp lực cạnh tranh trong khối ngành kinh tế ngày một căng thẳng. Nắm bắt được điều đó, Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long đã chủ động xây dựng chương trình đào tạo theo hướng cập nhật kiến thức mới sát với thực tế. Ngoài giờ học chính khóa, nhà trường đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ sinh viên rèn luyện kỹ năng. Những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ tiếng Anh như thế này luôn thu hút đông đảo sinh viên. Bởi lẽ, cùng với yêu cầu hội nhập để tìm kiếm một công việc ở tương lai, việc trao dồi ngoại ngữ là điều rất có ý nghĩa. Câu lạc bộ tiếng Anh là cái câu lạc bộ tôi yêu thích nhất. Tôi tham gia từ lúc đầu năm học. Trong câu lạc bộ thì nó giúp ích tôi được rất nhiều trong việc học, bổ sung kiến thức Anh văn, kiến thức giao tiếp và tiếp xúc với thầy cô và giao tiếp với người nước ngoài. Người ta nói là cái nền kinh tế nó đang suy thoái như thế này, thì việc làm cho các sinh viên học từ khối kinh tế có thể nó bị hạn hẹp trở lại, các em khó xin việc làm. Nhưng mà nếu mình nhìn chung là như thế, nếu mình đi sâu vào từng doanh nghiệp đó, thì mình thấy là các doanh nghiệp vẫn có nhu cầu, nhất là đối với sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, ngành marketing, hoặc là các em về quản trị bán hàng. Thì mình thấy các em vẫn xin được việc. Nhiều năm qua đó, nhà trường tập trung nhiều cái hoạt động để hỗ trợ cho các em có những cái kỹ năng cần thiết, những cái thái độ cần thiết để các em khi mà xin việc làm đó, thì các em được ưu tiên chọn lựa. Gặp bạn Võ Trần Cảnh, sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Tây đang làm thêm tại công trường, chúng tôi càng nhận thấy các bạn sinh viên hiện nay rất chủ động, tích cực trong việc tìm kiếm việc làm. Tuy công việc cũng khá vất vả, song với bạn Cảnh, đây là cơ hội cọ sát thực tế và công việc này cũng phù hợp với chuyên ngành bạn đang theo học. Ngoài việc có thêm những kinh nghiệm thực tiễn bổ ích, việc làm thêm còn giúp bạn có được một khoản thu nhập để giảm bớt phần nào gánh nặng mà gia đình phải xoay sở hàng tháng. Cái khó khăn lớn nhất của sinh viên sắp ra trường đó là khi học ở trường thì các bạn được tiếp thu những kiến thức mà thầy cô giảng dạy, đó là những kiến thức trên sách vở. Là nếu mà đi làm được thì các bạn sẽ tiếp thu được những kinh nghiệm mà thực tế rất bổ ích cho công việc sau này của các bạn. Sắp tới tôi sẽ ra trường và tôi dự định là sẽ tìm một công việc đúng với ngành nghề tôi đã học. Từ kinh nghiệm từ thực tế là tôi đã đi làm và tôi sẽ tìm một công ty phù hợp để tôi làm, trước tiên là nuôi sống được bản thân và có thể giúp được một ích gì cho gia đình. Có thể thấy, vấn đề việc làm cho sinh viên mới ra trường đã và đang là một trong những vấn đề được xã hội hết sức quan tâm. Sinh viên mới tốt nghiệp vẫn đang lay quay tìm chỗ đứng cho mình, trong khi kỹ năng tìm việc còn hạn chế, nên các bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong hoàn cảnh đó, bản thân mỗi người cần phải chủ động, tự tin và nỗ lực hơn nữa trong việc tìm đến các tuyến việc làm đang ngày càng phổ biến hiện nay. Những trung tâm giới thiệu việc làm, những website tư vấn công việc chỉ phát huy tác dụng khi người nào biết tìm đến chúng. Thêm vào đó, sự quan tâm của các ban ngành hữu quan cũng góp phần không nhỏ để giải quyết việc làm cho họ. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng là kiểm kê, thống kê lại là cái lượng, số lượng và chất lượng của các cái sinh viên ở trình độ đại học, cao đẳng và các em trung học chuyên nghiệp đã tốt nghiệp ở các nguồn mà đang còn ở tại Vĩnh Long mà chưa có việc làm. Gắn liền thứ hai đó là phải xác định và kiểm kê là vị trí việc làm ở của các cái cơ quan chức năng, sự nghiệp và hành chính. Thứ ba là cái thống kê lại cái nhu cầu là lao động của các cái doanh nghiệp của địa phương mình. Chúng tôi đã chỉ đạo cái sàn giao dịch việc làm phải tăng cường hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và nhanh hơn. Chúng tôi cũng là dựa vào cái thẩm quyền và chức năng của mình sẽ có điều chỉnh cái chỉ tiêu cho phép tuyển đối với những cái ngành nghề có nhu cầu lao động trong cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi hy vọng rằng với năm mới và cái tiến công và quyết liệt chẳng những của người lao động, của các em sinh viên học sinh năng động, sáng tạo và phải khẳng định mình, thì bên cạnh đó nhà nước sẽ hết sức tích cực chăm lo
để phấn đấu để cố gắng để mở rộng cái thị trường lao động nó nhiều hơn. Làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và thực tế cuộc sống? Làm thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường lao động là những điều mà mỗi bạn trẻ cần hết sức lưu ý trong quá trình lập thân lập nghiệp để có thể thành công sau khi rời ghế giảng đường. Cùng với sự quan tâm của nhà trường và của các cơ quan ban ngành, sự cố gắng của bản thân, hy vọng những bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học cao đẳng sẽ sớm tìm được công việc ổn định, đúng chuyên ngành đã được đào tạo. Đến đây chương trình giáo dục đào tạo kỳ 4 tháng 12 xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.